Đâu khi ông Trump chính thức đại diện cho Đảng Cộng hòa và Tổng thống Biden chính thức đại diện cho Đảng Dân chủ, câu hỏi hiện nay ai sẽ là người tranh cử chức phó tổng thống cùng ông Trump? Một nghị sĩ nổi tiếng trong Đảng Cộng hòa mới đây đã tiết lộ điều này. Liên quan đến các rắc rối pháp lý đang bủa vây, có những động thái ở bang New York cho thấy tài sản của cựu tổng thống Trump có thể sắp bị tịch thu. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đau bới lại quá khứ khi chỉ trích cựu Tổng thống Trump phản ứng sai lầm với đại dịch Covid-19. Không chỉ thế, ông Biden lại mới nhận được sự ủng hộ từ một nghiệp đoàn lao động có ảnh hưởng trong xã hội. Nhiều vấn đề đáng chú ý khác về nước Mỹ, nhiều tiếng nói kêu gọi tăng thêm ghế ở quốc hội cho phụ nữ da màu. Đến lúc nước Mỹ cần một thế hệ nhà ngoại giao với phong cách mới. Nhiều nghị sĩ Mỹ lo ngại Ukraine không thể trả được nợ nếu cho vay. Tất cả sẽ có trong chương trình cập nhật bầu cử Mỹ ngay sau đây. Mời quý vị đón xem. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức về hai ứng viên hàng đầu, cựu tổng thống Trump từ đảng Cộng Hòa và đương kim tổng thống Joe Biden từ đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio mới đây cho biết, ông có một số thông tin chia sẻ về người sẽ cùng cựu tổng thống Trump tranh cử chức phó tổng thống nghị sĩ rubio nói trên nbc news tôi nghĩ bất kỳ ai được đề nghị tranh cử phó tổng thống đều là niềm tự hào đáng được vinh danh nhưng tôi chưa nghe về ứng viên nào được chọn tôi nghĩ mọi người đều đang tò mò về ứng viên tiềm năng khi được hỏi liệu chiến dịch của ông trump có mời nghị sĩ rubio trở thành ứng viên phó tổng thống hay không ông khẳng định chuyện này chưa xảy ra nbc đưa tin nghị sĩ rubio đang ngày càng được chú ý vì có thể tranh cử cùng ông trump Cuối tháng 2 năm 2024, ông Trump xác nhận đang xem xét một số ứng viên tiềm năng. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Tim Scott, doanh nhân Vivek Ramaswamy, thống đốc Florida Ron DeSantis, dân biểu Byron Dona, thống đốc Nam Dakota Christie Noem và cựu hạ nghị sĩ bang Hawaii Tushy Gabbard. Nghị sĩ Rubio, cựu đối thủ của ông Trump trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống đại diện Đảng Cộng hòa năm 2016, tháng 1 năm 2024 đã bày tỏ sự ủng hộ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 của vị tỷ phú được mệnh danh là lắm tài nhiều tật. Nghị sĩ Rubio từng viết trên Twitter: "Khi ông Trump còn ở Nhà Trắng, chúng ta đã đạt được nhiều chính sách quan trọng, như mở rộng chương trình tín dụng thuế liên quan tới trẻ em hay các chính sách cứng rắn với Cuba, Venezuela và Trung Quốc. Ông ấy không chiều theo những lợi ích đặc biệt tôi ủng hộ ông trump vì kiểu lãnh đạo đó là cách duy nhất để chúng ta có những hành động phi thường cần thiết nhằm khắc phục thảm họa mà ông biden tạo ra Văn phòng tổng trưởng lý New York đã đệ trình các phán quyết lên chính quyền quận Westchester nơi tọa lạc khu nghỉ dưỡng chơi của cựu tổng thống Donald Trump là Seven Spring. Đây là bước đầu tiên có khả năng tiến tới tịch thu tài sản. Các bản án đã được đệ trình lên văn phòng thư ký quận Westchester. Thẩm phán Arthur Anguren, người giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại ông Trump và doanh nghiệp của ông, đã chính thức đưa ra phán quyết phạt vì cựu tổng thống hàng trăm triệu đô la. Theo thẩm phán Anguren, Ông Trump, Trump Organization và các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả hai con trai của ông Trump, phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận khi thay đổi giá trị tài sản trồng để lấy lại các lợi ích về thuế và bảo hiểm. Ông Erdogan ra lệnh cho Trump Organization phải trả tổng cộng 464 triệu đô la Mỹ. Ông Trump chỉ có 4 ngày để tìm đủ tiền trước khi Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia Trump có quyền tịch thu tài sản. Bà Trump từng nói rằng nếu ông Trump không nộp đủ tiền, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tìm cách thi hành bản án làm việc với các quận nơi ông trump sở hữu tài sản là bước đầu tiên tiến tới thu hồi tại New York, nơi diễn ra phiên tòa xét xử ông Trump. Bản án đã được đưa ra, phần lớn bất động sản của Trump Organization đều nằm tại đây. Các luật sư của ông Trump thừa nhận họ không thể đưa ra khoản bảo lãnh đầy đủ do thiếu tiền mặt. Thay vào đó, họ yêu cầu tòa án chấp nhận khoản thế chân 100 triệu đô la Mỹ. Một số ý kiến cho rằng Trump Organization, phần lớn đầu tư bất động sản, nên có sản số tiền mặt lớn là điều không thể. Văn phòng của bà Trump đã bác bỏ quan điểm nêu trệt. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden mới đây trong một video quảng cáo đã tấn công cựu Tổng thống Trump về cách xử lý đại dịch Covid-19. Trong đoạn quảng cáo, khi được hỏi liệu người Mỹ hiện nay có tốt hơn 4 năm trước hay không, những tiếng trả lời có đã vang lên. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden nhắc lại một bài đăng trên True Social của ông Trump khi so sánh tình hình hiện tại với tháng 3 năm 2020, trong lúc cả nước điêu đứng vì Covid-19 với rất nhiều kệ hàng trong siêu thị trống rỗng. Đoạn clip xen kẽ cảnh ông Trump hạ thấp đại dịch Covid-19 lúc mới bùng phát như đề nghị mọi người tự tiêm thuốc khử trùng và tuyên bố rằng ông không chịu trách nhiệm về số ca tử vong ngày càng tăng chiến dịch của tổng thống Biden đã đẩy mạnh tại một số bang chiến lược và có dấu hiệu rút ngắn khoảng cách với ông Trump như ở thành phố Dallas và Houston. Tổng thống Biden phát biểu tại một sự kiện. Ông Trump vài ngày trước đặt ra một câu hỏi là chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn 4 năm trước không? Tôi rất vui vì ông đặt ra câu hỏi đó. Tôi nghĩ mọi người hãy dành vài phút để suy nghĩ thời điểm hiện tại và tháng 3 năm 2020. Tình hình đất nước khi đó như thế nào? phản ứng của tổng thống Mỹ khi đó ra sao, những hậu quả mà người dân Mỹ phải gánh chịu là gì, tất cả đều có câu trả lời. Tổng thống Biden cũng khẳng định tương lai đất nước sẽ ảm đạm nếu ông Trump đắc cử vào tháng 11 tới. Ông chia sẻ tiếp: "Hãy xem xét những gì ông Trump nói một cách nghiêm túc. Ý ông ấy nói là những gì ông ấy thực hiện, dù hơi điên rồ, nhưng đó lại là sự thật. Hãy lắng nghe những gì ông ấy nói." Hiệp hội Công nhân thép nước Mỹ mới đây đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Như vậy, đương nhiệm ông chủ Nhà Trắng đã nhận được thêm một sự ủng hộ từ nghiệp đoàn lao động tầm cỡ nữa. Thông báo của công đoàn có trụ sở tại Pittsburgh được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Biden lên tiếng phản đối kế hoạch bán US Steel cho Nippon Steel của Nhật Bản, nói rằng điều quan trọng là công ty này vẫn do người Mỹ sở hữu cũng như điều hành. Hiệp hội Công nhân Thép USW đại diện cho 850.000 công nhân trong lĩnh vực kim loại, khai thác mỏ, cao su và một số ngành khác cho biết, Tổng thống Biden có thành tích hỗ trợ an sinh hưu trí, chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng và điều chỉnh luật giúp đỡ người lao động, tất cả đều quan trọng đối với các thành viên. Trước Hiệp hội Công nhân Thép, Hiệp hội Công nhân Xe hơi, UAW và một số công đoàn khác cũng lên tiếng ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua với ứng viên Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới. Một số nghiệp đoàn khác cho biết đã nói chuyện với hai ứng viên và chưa đưa ra quyết định. Bằng cách phản đối kế hoạch mua lại US Steel của Nippon Steel, Tổng thống Biden đã chọn hỗ trợ những người lao động trong nước trước nguy cơ mất việc làm vào tay một doanh nghiệp thuộc đồng minh thân thiết. US Steel có trụ sở tại bang Pennsylvania, địa phương mang tính quyết định cuộc bầu cử năm nay. Hiệp hội công nhân thép cho biết họ lo ngại về khả năng Nippon Steel có tôn trọng các thỏa thuận lao động hiện hành hay không. Ông Trump nói vào đầu năm nay rằng ông sẽ ngăn chặn thương vụ mua lại US Steel vì một công ty Nhật Bản mua nó liên tưởng tới điều gì đó khủng khiếp. Theo Nippon Steel, thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho US Steel và các công nhân, cũng như an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ví dụ thúc đẩy chất lượng và khả năng cạnh tranh cao hơn, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng nội địa của Mỹ. Thưa quý vị, phụ nữ da đen ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong chính trị Mỹ, nhưng một nhóm những người từng giữ các vị trí quyền lực trên khắp đất nước cho biết tình hình như hiện nay vẫn còn thiếu. Bà Stay Avram, cựu lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện bang Georgia nói, sự hiện diện của phụ nữ da màu là rất quan trọng, đó là cách truyền tải giấc mơ Mỹ cho mọi người dân. Bà nói tiếp trong sự kiện mang tên Phụ nữ da đen trong thời sống chính trị do The Hill kết hợp với Đại học Hogwarts tổ chức. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta nên thay đổi quy trình, đó là lý do chúng tôi làm việc cực lực để đảm bảo rằng tất cả đều có quyền bầu cử và ứng cử, bất kể bạn là ai, bạn có quyền được lắng nghe và tôn trọng. Bà Abram đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi tranh cử chức thống đốc chống lại đương kim thống đốc bang Georgia là ông Brian Kemp vào năm 2018 và 2022 bà nhấn mạnh, sự có mặt của phụ nữ da đen ở các cấp chính quyền là điều cần thiết nhằm tạo ra những thay đổi có ý nghĩa. Bà Abrams nói tiếp, "Chúng tôi biết rằng có sự chuyển giao quyền lực từ cấp liên bang đến cấp tiểu bang. Do vậy, nếu bạn muốn hiểu điều gì đang thay đổi chính sách hoặc hạn chế khả năng tiếp cận cơ hội của bạn thì khả năng cao đó là ở cấp tiểu bang." Bà Quickly Yates, một quan chức Đảng Cộng hòa bang Indiana nói, sự thật là khi bạn nhìn vào những phụ nữ Cộng hòa da đen, rất nhiều người trong số họ không đại diện cho phần lớn những gì phụ nữ da đen cảm nhận và trải qua. Theo Trung tâm Phụ nữ và Chính trị Hoa Kỳ, 5,4% tổng số thành viên quốc hội là phụ nữ da đen. Tương tự, phụ nữ da đen chỉ chiếm 5,2% số nhà lập pháp ở cấp tiểu bang. Trong 4 năm qua, bà Yates đã lãnh đạo nhiều sự kiện của đảng Cộng hòa ở bang Indiana với hy vọng thu hút sự tham gia của các nhóm thiểu số ít đại diện và trao quyền cho các nhà lãnh đạo da đen tận tâm, những người có ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng của họ. Bà Yates nói tiếp, Tôi cũng tin rằng cần phải có chủ ý mạnh mẽ để xuất hiện nhiều lãnh đạo là phụ nữ da đen thực chất hơn. Họ được chọn là cộng đồng của mình, thông qua tầm ảnh hưởng và những chương trình hành động có ý nghĩa. Bà Grossi Debu Madu từ bang Maryland, người làm nên lịch sử với tư cách phụ nữ trẻ nhất được bầu vào hội đồng thành phố Powi, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc trong cộng đồng thiểu số bà nói tôi lớn lên trong cộng đồng tôi đam mê công việc cộng đồng tôi đã thấy điều gì xảy ra với cộng đồng của mình khi một số người từ đây lên nắm quyền tôi cảm thấy như cộng đồng đang đi theo một hướng khác và rồi tôi tự hỏi lúc không phải mình thì là ai và stay abram lập lại quan điểm trên kêu gọi phụ nữ da đen không chỉ tìm kiếm các vị trí trong chính quyền địa phương và tiểu bang mà còn cao hơn nhờ kinh nghiệm chính trị phong phú trách nhiệm của phụ nữ da đen trong chính trị là làm lợi cho cộng đồng theo tất cả mọi người theo bà, những người từng trải qua tuổi trẻ khó khăn, cực nhọc, gian khổ và bất công có thể trở thành những nhà chính trị hiệu quả. Do đó cần phải gỡ bỏ hàng rào ngăn cản phụ nữ da đen từ các cộng đồng tham gia chính trị. Nhưng biểu Cory Purse thừa nhận vẫn còn nhiều rào cản đối với người phụ nữ da đen khi cố gắng tham gia chính trường. Bà nói: Điều nhiều người muốn làm là để cộng đồng phụ nữ da đen im lặng, đừng liên quan gì tới chính trường. Với họ đây không phải thế mạnh của phụ nữ. Văn phòng của tôi là ở San Luis, cũng phải đóng cửa, vì nhiều tổ chức không thích người da đen. Tuy nhiên, nhà lập pháp này cam kết bảo vệ quyền và tiếng nói người phụ nữ, đặc biệt là người mà bà cho rằng có rất ít tiếng nói trong xã hội Mỹ. Công việc của bà Cory Purse cùng với hạ nghị sĩ Ayanna Brasley là khôi phục lại đạo luật bảo vệ phụ nữ da màu và các nhóm thiểu số, khẳng định tiếng nói của họ cần được lắng nghe. Bà Stay Avram nói tiếp, chúng tôi phải có thẩm quyền để làm những gì cần làm chứ không phải người khác bảo chúng tôi làm chúng tôi phải có không gian tự do cho hoạt động và biểu đạt ý kiến mà không cần xin phép xã hội có những căn bệnh với sự tham gia của phụ nữ da màu vào nền chính trị như viên thuốc mềm giúp xoa dịu Ông Stuart Holiday, từng là đại sứ Mỹ về các vấn đề chính trị tại Liên Hợp Quốc từ năm 2003 đến năm 2005. Theo ông, trong giai đoạn hiện nay, dù ai làm tổng thống, nước Mỹ cũng cần một chiến lược ngoại giao mới. Vậy chiến lược này như thế nào? Giai đoạn đầu của nền ngoại giao Hoa Kỳ nổi lên từ thế kỷ 19, trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt giữa các cường quốc châu Âu, tất cả coi đại sứ và đại diện nguyên thủ quốc gia là hình thức chính thức của quan hệ song phương. Giai đoạn thứ hai bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc hình thành các thể chế đa phương do Hoa Kỳ lãnh đạo. Điều này nghĩa là các quốc gia phải tiến hành đàm phán ngoại giao giữa họ và thông qua cơ quan mới, được thành lập để thể hiện ý chí tập thể nhằm duy trì hòa bình và an ninh trên toàn cầu. Giai đoạn thứ hai cũng ra đời của các tổ chức như G7, G20, phong trào không liên kết và BRICS, mặc dù không phải là các tổ chức đa phương chính thức, có ban thư ký và nhân viên, nhưng vẫn khẳng định vai trò mới nổi của các tổ chức đa phương. Những tổ chức này chủ yếu hoạt động thông qua các nhà ngoại giao hoặc đại diện chính phủ. Vai trò của các nhà ngoại giao là rất cần thiết, cần được đánh giá và cung cấp nguồn lực phù hợp. Nói như cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, nếu không có ngoại giao, các nước phải mua thêm đạn dược các vấn đề thế giới gặp phải ngày nay trải dài trên nhiều lĩnh vực như khủng hoảng khí hậu dịch bệnh sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan phân cực về chính trị cạnh tranh trên không gian và dưới đại dương rồi hàng loạt vấn đề về thương mại quốc tế do đó tất cả đang chứng kiến những động thái hướng tới một cấu trúc ngoại giao mở hơn nếu các nước chọn một mình hoặc một phe dù mạnh đến đâu cũng không thể giải quyết được thách thức hiện nay trong ngoại giao truyền thống, giai đoạn 1 như bánh xe, các đại sứ ở trung tâm có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn để giải quyết những khó khăn song phương, chủ yếu thông qua đàm phán. Hiện nay, cách tiếp cận phi tập trung mới đang nổi lên, các nhà ngoại giao hình dung lại trung tâm của bánh xe với sự tham gia của liên minh và những mạng lưới cần thiết mới có thể giải quyết những thách thức tác nhân chính tham gia vào quá trình này bao gồm khu vực tư nhân chủ thể địa phương như thống đốc và thị trường nhà khoa học và chuyên gia công nghệ thậm chí các lãnh đạo văn hóa doanh nhân và cá nhân có chung mối quan tâm và niềm tin vào việc duy trì sự lãnh đạo của hoa kỳ trên thế giới các lãnh đạo chính trị cần nhận ra rằng họ phải trao quyền cho những chủ thể mới này để hỗ trợ nỗ lực và sáng kiến của hoa kỳ đồng thời cho phép hành động độc lập nhằm thúc đẩy nền ngoại giao bền vững và hợp tác quốc tế ổn định cách tiếp cận này cũng giúp duy trì sự tham gia và vai trò lãnh đạo của hoa kỳ trên thế giới điều này rất quan trọng quan trọng không chỉ vì nhiều thách thức mang tính xuyên quốc gia mà còn vì sự thiếu tính liên tục về mặt chiến lược của hoa kỳ trong đối ngoại lần lượt chính quyền đến rồi đi các đại biểu được bầu rồi xuống nhiều người trong số họ chưa có kinh nghiệm quốc tế nên ngày càng ủng hộ chủ nghĩa dân tộc hoặc chủ nghĩa bảo hộ chính sách đối ngoại của hoa kỳ đang bị ảnh hưởng bởi quan điểm đảng phái đã tác động đến chính sách trong và ngoài nước điều này làm xói mòn niềm tin và sự tự tin trong việc ra quyết định của các nhà ngoại giao đồng minh và đối thủ đang chờ đợi những quan điểm thay đổi trong chính sách của mỹ và khai thác điểm yếu về tầm nhìn cũng như quy trình quản trị nhà nước các lãnh đạo khu vực tư nhân và quan chức địa phương như thống đốc và thị trưởng, những người được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề và hòa phát triển thị trường có thể là trụ cột của sự liên tục trong các chính sách khi dông bão chính trị ập tới. Điều này cũng đúng với các nhà khoa học và doanh nhân quan trọng là hoa kỳ phải duy trì vị thế lãnh đạo của mình trên thế giới không chỉ là nước mỹ trên hết mà vì lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia trong tương lai sẽ sai lầm khi tin rằng có một quyết định đúng sai trong việc ưu tiên quyền lợi của nước mỹ hay bảo vệ luật pháp quốc tế hàng triệu cựu chiến binh đã hy sinh cho tự do đều hiểu điều này Nước Mỹ không hoàn hảo, tuy nhiên, như thủ tướng Winston Churchill đã nói với các nền dân chủ, mô hình của nước Mỹ liên tục phát triển bằng cách sửa chữa sai sót, cải thiện công bằng xã hội, tạo ra cơ hội kinh tế cũng như làm giảm tình trạng bất bình đẳng và nhiều thách thức khác. Trong bối cảnh hiện nay, nước Mỹ nên cấp vốn và đầy đủ nguồn lực cho Bộ Ngoại giao cũng như cơ sở hạ tầng ngoại giao. Washington cần duy trì năng lực quốc phòng vững mạnh, tất cả để nhanh sự ra đời và phát triển của hình thái ngoại giao cởi mở, bằng cách trang bị các kỹ năng và khả năng để giới ngoại giao hoạt động hiệu quả trên trường quốc tế nếu làm được điều này nước mỹ sẽ tạo ra hiệu ứng cộng thêm cho sức mạnh ngoại giao nước mỹ phải hiểu các giá trị chung của mình và tận dụng toàn bộ sức mạnh ở bên trong cũng như bên ngoài quan trọng nhất nước mỹ nên làm điều đó với tư cách một quốc gia đoàn kết Cựu Tổng thống Trump từng gợi ý thay vì viện trợ thì Hoa Kỳ cho Ukraine vay. Trong một phát biểu vận động tranh cử ở bang Ohio, ông Trump nói, chúng ta nên cho họ vay tiền, nếu họ thành công, họ sẽ trả lại tiền cho chúng ta. Ý tưởng đã gợi lên tranh luận mạnh mẽ, với nhiều ý kiến cho rằng Ukraine có thể không trả được nợ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lexi Graham, người vừa là đồng minh trung thành của ông Trump, vừa là người ủng hộ Ukraine, đã đề cập đến ý tưởng này trong chuyến đi tới Kiev cuối tuần qua. Một số nhà lập pháp Cộng hòa khác cũng có vẻ cởi mở với ý tưởng trên. Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mick Mark Cornell đã bác bỏ ý kiến trên, nói rằng sắp hết thời gian để giúp đỡ Ukraine. Hạ viện nên thông qua dự luật viện trợ Ukraine và Israel trị giá 93,5 tỷ đô la Mỹ. Trong số này dành cho Ukraine là 60 tỷ đô la Mỹ với 48,4 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí Mỹ chuyển tới quốc gia Đông Âu. Đề xuất của ông Trump, một lập trường có phần mềm mỏng hơn so với quan điểm phản đối viện trợ Ukraine được nhiều đảng viên Cộng hòa tại điện Capitol đưa ra, đã cho thấy một cách tiếp cận mới về viện trợ quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phản đối, ngay cả khi đó là khoảng vay. Thượng nghị sĩ Judy Van từ bang Ohio nói, Ý tưởng cho vay không giải quyết được vấn đề cơ bản. Mỹ không có năng lực sản xuất để gửi viện trợ đến Israel. Ukraine và Đài Loan cùng lúc, chúng ta phải lựa chọn, và tôi không chọn Ukraine. Điều đáng lo ngại nữa là liệu khoản vay có được trả lại hay không. Nghị sĩ Abraham gợi ý rằng khoản vay có thể được miễn, nghĩa là rất ít khác biệt so với kế hoạch viện trợ hiện tại. Nhưng biểu Term Tiffany từ Wisconsin cho biết, tôi chỉ nghĩ rằng khoản vay cuối cùng sẽ trở thành khoản trợ cấp. Nhiều thành viên Cộng hòa trong khi đồng ý khoản vay dễ chấp nhận hơn là viện trợ, lập luận rằng Ukraine sẽ thiếu nguồn lực để trả lại. Thượng nghị sĩ Tommy Tuberfield từ bang Alabama nói, Tôi không thấy Ukraine có bất cứ thứ gì có thể trả lại. Tôi chưa bỏ phiếu ủng hộ. Tôi nghĩ chúng ta phải thực sự xem xét kỹ lưỡng. Hạ nghị sĩ Graf Norman từ bang South Carolina chia sẻ, Câu hỏi của tôi là chúng ta sẽ thu về những gì? Viện trợ chỉ khiến một đất nước bị chiến tranh tàn phá, và về cơ bản không có nền kinh tế đúng nghĩa và làm sao để được trả lại. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Mitt Romney từ bang Utah, một người ủng hộ viện trợ, thì ý tưởng khoản vay sẽ không được trả lại, là một phần khiến ông cởi mở với nó. Ông nói, không sao đâu, nếu Hạ viện muốn cho vay thì cứ để như vậy. Nó cũng không khác nhiều so với hiện nay. Thượng nghị sĩ George Hawley từ bang Missouri nói về ý tưởng cho vay. Tôi không biết phải làm gì với nó, ý tôi là nếu họ thực sự trả lại thì được, đó là một chuyện, nhưng khả năng cao họ không làm vậy. Nếu họ có tiền, liệu họ có tiêu nó thay vì trả nợ không? Chương trình cập nhật bầu cử Mỹ của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.